Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2022, kênh xin được cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo nha. Thưa bà con, theo một số thương lái và vựa chuyên mua mít Thái ở đồng bằng sông Cửu Long, thời gian gần đây, cụ thể là trong khoảng 9 đến 10 ngày qua, giá mít đã giảm khá sâu. Có thể nói là giảm từ 10 cho tới 11.000 đồng trên một ký mỗi loại. Thì nguyên nhân giá mít giảm là do phía đối tác bên Trung Quốc hạn chế thu mua mít. Hiện nay các đối tác bên Trung Quốc cho hay là bên này vẫn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, người dân vẫn hạn chế ra đường, nhiều nơi vẫn còn bị phong tỏa, cho nên dẫn đến việc là mua bán mít không được thuận lợi. Cho nên tùy theo thời điểm mà tùy theo nhu cầu mà bên đó sẽ đưa ra giá mỗi ngày. Chứ thật ra trong thời điểm này đó bà con thì đáng ra là giá mít sẽ cao ha, do là cái lượng mít trong vườn không còn nhiều. Tuy nhiên thì mình xuất khẩu sang thị trường nào thì mình phải phụ thuộc vào thị trường đó rồi. Cụ thể sáng ngày hôm nay thì mít so với hôm qua vẫn đang ổn định nha bà con. Tại khu vực Tiền Giang mít nhất là 13, mít nhì là mít nhất là 18 nha bà con. Mít nhì là 13.000. Kem lớn là 13, kem nhỏ là 5.000. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, mít nhất là 17, mít nhì là 12, kem lớn là 12, kem nhỏ là 4.000. Tại miền Đông, mít nhất là 15.000, mít nhì là 10.000, kem lớn là 10.000, kem nhỏ là 3.000. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định, có thể thấp xuống từ 1 tới 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào!